nếu mà chúng ta giờ này đã làm thì sẽ không bị đúng cái dung lượng, không bị thời gian trả lời hết. Xin mời quý đội viên chụp lại màn hình ghi câu trả lời và chúng ta ghi đón các câu trả lời trên giấy, sau đó xin mời đại diện của đại diện nhóm chụp hình và gửi tham gia vào lúc em nói của đại đạo. Sau đó tới một và đề xuất và lựa chọn và số ba để xin lựa chọn thì xin mời nhóm để lấy thứ hai là chúng ta phải một cái kiểu thiết kế về xe bắt được nhóm nhóm ta để hoàn thành như ta dễ phát hoạt hơn, rồi chúng ta ghi nhóm mỗi một cái quyền viên chụp hình lại là chúng ta đều ghi tên trường lên nhóm để hoàn thành để làm tiền để theo dõi cái hoạt động của lớp học chúng ta. Và sau đó tới cái hoạt động chế tạo và thử nghiệm thì xin mời video thứ nhất là chụp hình nhóm chúng ta đang hoạt động, thứ hai là quay video clip về sự hoạt động của cái xe tải chúng ta, và cuối cùng là cái hoạt động chia sẻ điều chỉnh đó. Thì nhóm chúng tôi sẽ rất là xin nhóm cho một kỳ chung một nhóm kỳ chuẩn bị sau khi chúng mình nhờ cái nhóm nó trình bày về quá trình hoạt những một quá trình chế tạo của mình nó phụ trách và được giải quyết thế nào. Xin một mình nhóm cũng chuẩn bị tinh thần học đại để buổi diễn tập của hôm nay được thành công tốt đẹp, và tất cả các thầy cô đều vinh dung từ đây học qua học thêm là mấy kiến thức như vậy, và để cho đầu tiên lớp có hiệu quả thì xin mời quý cô học đại học lên nhiệt tình. Xin cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. Xin kính mời thầy những ví dụ và ô tô thì còn đang để cùng nhau hợp tác để giúp cái bài thầy ô tô bài bài giảng để được thực giáo cùng đang học cùng học cơ sở do nhân chúng tôi biên tập. Xin cảm ơn tất cả quý thầy cô và kính mời thầy cùng và kính thưa thầy cô, theo chương trình thì tới cái phần này là cái phần đại diện giáo viên của tỉnh, cho nên hiện nay cái này này cho giáo viên toàn tỉnh xem về do thầy cô ngại hay như thế nào đó thì trong cái thời điểm này thì nhóm chúng tôi nhóm nhất là để nhân phần chúng tôi thực hiện để cho thầy cô quán qua cái cách mà thực hiện cái bài học tay này theo cái hướng dẫn của năm qua lao động này, bài học tay 8 xem năng lực. Đây đầu tiên là thầy cô quan sát cái tên lửa thì thầy cô quan sát rồi có thể một cái hình ảnh hoặc là có thể một cái video clip mà đây trên đây là hình ảnh của tôi quan sát, tôi sẽ trả lời các câu hỏi với anh sau đây. Cảm ơn thầy cô, đừng trả lời câu hỏi trên giấy hoặc là đánh máy cũng được để mà nhóm 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 ghi lấy một tờ giấy trắng ra và viết ra chúng ta ghi hai câu trả lời ghi nhóm nhóm trên trường chúng ta, sau đó chúng ta chụp hình và tất cả sự vui lòng chúng ta thấy là giao lưu rất nhiều với nhóm chúng ta đang chúng ta tổ chức này hoạt động này học nhanh với thầy cô để các thầy cô hình dung được kế hoạch lấy em muốn là của năm hoạt động của một bài học tên trong một cái chương trình do nhóm chúng tôi tham gia. Mình cảm ơn quý thầy cô rất nhiều. Thầy cô trả lời ngắn gọn hơn là vì sao chiếc xe để làm tên lửa chúng ta quan sát được chuyển động được cái thứ hai chuyển động của xe cái tên lửa thì gọi là chuyển động gì, thầy cô có thể trả lời giơ tay trả lời trên giấy hay là trả lời trên trang web để chúng tôi mong thấy. Xin cảm ơn thầy Dũng. Thầy xin đề nghị tất cả các nhóm làm theo công tác chính này nhé. Chúng ta đang ở hoạt động khởi động thì xin vui lòng chỉ cho những câu trả lời chỉ hoạt động của một khởi động thôi. Còn cái xe tặng lời xin đề nghị quý thầy cô đóng góp vui ngồi lại để lãnh đạo sở và lãnh đạo nhà xuất bản có thể theo dõi những tiến độ của năm hoạt động. Chứ thầy cô đang hoạt động một mà thầy cô làm hoạt động hai rồi thì thành gửi là ghi tên trường thì cái điều đó là sẽ giúp mình là nó chưa phù hợp với thời điểm.
rất mong quý thầy cô phù hợp kịp thời để làm theo dõi kịp tiến trình, và sau này chúng ta lo lắng là chúng ta sử dụng cái tiến trình bước từng bước của nhóm. Xin cảm ơn quý thầy cô, xin chào quý thầy cô. Trường Trung học cơ sở thị trấn Bình Thạnh cũng ngồi lại ngay vì cái hình ảnh này. Trường Trung học cơ sở An Hòa, An Lão, Bình Định. Trường Trung học cơ sở Nhân Thọ, chúng ta gửi những hình ảnh là chưa phù hợp, vì đây là những phù hình ảnh của hoạt động tháng cuối. Xin nhờ các trường mà thu hồi lại liền, chúng ta chỉ tập trung cho hoạt động khởi động. Dạ, xin cảm ơn quý thầy cô thật nhiều ạ. Những hình ảnh đó chúng ta có thể cải thiện thêm, chúng ta cải thiện thêm rồi giờ cuối chúng ta chụp hình cái biên giới nào mà nó chạy xa nhất đó thầy cô, mà còn thấy còn cần giáo viên còn chúng ta có thể chụp hình được nhóm chúng ta cho chạy chạy xa nhất nhớ được giờ những kiến thức mà chúng ta đã xin gửi vào cái ngày còn phù hợp. Xin cảm ơn quý thầy cô đã phù hợp lại. Xin mời mời các nhóm chúng ta chụp hình ghi lên nhóm và ghi hai câu trả lời hết sức ngắn gọn ở một khởi động, sau đó chúng ta lại lên giao lại rút ra. Thầy Dũng có thể đọc những cái kết quả đầu. Thầy Dũng hoặc cơ quan anh có thể theo dõi trên tin nhắn để đọc một vài kết quả đầu tiên, sau đó chúng ta qua cảm ơn. Ở đây em nhận được câu hỏi, cô trả lời của các thầy cô đó là, thầy cô trả lời là cản lực. Có nghĩa là thầy cô đang trả lời là chuyển động của xe được gọi là chuyển động phản lực đúng không ạ? Em có thể hiểu như vậy ạ? Dạ, em nhận được câu trả lời của thầy Chu Minh Huy. Thầy trả lời là tên lửa chuyển động được nhờ nguyên lý phản lực. Nguyên lý này dựa trên định luật bảo toàn Newton thứ 3 về chuyển động. Dạ, xin cảm ơn thầy Huy ạ. Thế thì câu hỏi số 2 ạ, chúng ta có thể chế tạo được mô hình một chiếc xe chuyển động theo nguyên tắc như trong video clip được hay không ạ? Chúng ta có thể trả lời qua tin nhắn, nhắn qua câu hỏi 2. Ai gọi, ai nói? Dạ, chào cô ạ. Dạ, được ạ. Hoàn thành là tôi nhận được nhiều tin nhắn ạ. Ở câu hỏi số 2 là chúng ta có thể chế tạo xe chuyển động theo nguyên tắc nào được ạ? Dạ, xin mời quý thầy cô chúng ta cùng tiếp tục gửi tin nhắn lên cho chị Tiến Nội. Trong khi chờ đợi tiếp tục gửi thì xin mời quý thầy cô qua hoạt động thứ 2 là khám khảo. Lần đầu tiên chúng ta sẽ chia nhóm mỗi nhóm 6 thành viên và 5 thành viên, là chúng ta sẽ mỗi nhóm sẽ được phát một cái hộp tập thu thập thông tin. Các thành viên trong nhóm sẽ cùng trả lời những thiếu hụt, và đặc biệt chú ý là tin trong nhóm sẽ trong nhóm, và tiêu chí của những nhóm là có hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là phải có tài, tiêu chí thứ hai là phải có đức. Đây là hai cái tiêu chí rất là quan trọng. Và nếu mà tiêu chí nguyện nhau nhau phải có nhau nhau, thì thứ ba là trong thành viên trong nhóm mà có nhân sách. Dạ, cảm ơn thầy Dũng đã rất là đại bổ điều gì đó. Xin mời các thầy cô chúng ta cùng tổ chức thành nhóm để hoạt động. Và xin mời các thầy cô cùng tham gia một khám phá. Chúng ta nghĩ vậy nhé, chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi khám phá và trả lời tham khảo trên sách giáo khoa hoặc là tham khảo trên Google. Nếu có những câu hỏi xin mời cô qua. Dạ, xin mời thầy cô mình cùng nhau trả lời, có thể giơ tay để phát biểu bằng miệng cũng được, hoặc là trả lời ra giấy chúng mình lên cũng được, hoặc là nhắn tin cho mình chat cho được ạ. Thầy cô mình hãy cùng nhau lần lượt trả lời 4 câu hỏi trên màn hình ạ. Xin mời cô Phương Lê, cô Phương Lê ra phương hồi lại những hình ảnh và các chế tạo sản phẩm mình đã không phù hợp với tiến độ. Xin mời cô Phương Lê phương hồi phương hồi lại những cái hình ảnh này nó không phù hợp với tiến độ. Nó thay ở hoạt động số 4 trong khi chúng ta đang hoạt động số 2 ạ. Xin mời cô Phương Lê, cô Phương Lê ra đơn vị nào. Ở trường trung học cơ sở Hoài Tây Tây Nguyễn và Nhân. Phương hồi lại hết ạ. Chúng ta cứ trả lời theo tiến độ câu gửi trước. Xin cảm ơn cô Phương Linh đã phù hợp hiện tại. Dạ, em nhận được câu trả lời của trung học cơ sở Hồ Thị Xuân.
Trường trả lời là thứ nhất chuyển. À, câu trả lời này là mình hơi. Rồi em nhận được câu trả lời của cô Phương Nguyên. Câu trả lời trong một hệ kính hướng ngang, nếu có một phần của hệ chuyển động theo một hướng thì theo định luật bảo toàn động lượng, phần còn lại của hệ phải chuyển động theo hướng ngược lại. Chuyển động theo nguyên tắc như thế được gọi là chuyển động bằng phản lực. Dạ, em cũng nhận được nhiều câu trả lời tương tự ạ. Xin mời thầy cô cho mình tiếp tục với các câu hỏi số 2, số 3, số 4 ạ. Cô quan sát chuyển động của bóng bay và nên nhận xét. Thầy cô có thể nhận xét một vài từ ngắn gọn giúp em ạ. Và sau đó trả lời chuyển động của bóng bay có phải là chuyển động bằng phản lực hay không? À, em nhận được câu trả lời của ông thầy Hoài Ông ạ. Trả lời là được ạ. Rất là ngắn gọn ạ. Là khi bóng bay bóng bay ra quan sát bóng bay thì bóng bay mình sẽ nhỏ như vậy không bây giờ ra lấy dây để chỉ á lấy dây còn nữa lấy dây bây giờ ra lấy dây chỉ mình thả là mình kinh lấy dây kéo cái mà mình và số 2 số 3 dây chỉ là con thấy mà mình nói em nói thì khí phục ra phải bóng bay để chế tạo một chiếc xe không nhất chuyện nhẹ chứ thì xin mời thầy cô trả lời câu hỏi số 3. Dính lại bây giờ, dính cái bánh cho nó bây giờ mình dính lại cái bánh trước này. Bây giờ có mấy đế còn đủ đế không em? Mình làm thì bốn cái nó nói là cuối cùng là quay một cái video. À, em nhận được rất nhiều câu trả lời của mẹ cô là trả lời là có ha. Dạ. Vậy thì hãy nhớ cách thực hiện ạ. Em nhận được câu trả lời của một tài khoản tên là 123456. Câu trả lời là được, cảm thấy bay thành động cơ sau và đi xe. Dạ, em xin cảm ơn thầy cô. Và thế thì câu số 4 thầy cô ạ. Sau khi không khí trong bóng bay thụt ra hết, gần chính xác là gần hết, thì xe có cần chạy được nữa hay không ạ? Vì sao? À, bên nhóm Hello em nhận được câu trả lời của cô Hồng Loan. Câu số 4 cô trả lời là xe không cần chạy vì hết lực chuyển động của bánh xe. Dạ. Xin mời một số câu trả lời thêm ạ. Bên nhà Dâm thì tài khoản Oppo trả lời là không được vì khi hết hơi phản lực không còn nữa. Dạ, xin cảm ơn sự hợp tác của các thầy cô ạ. Dạ, xin cảm ơn thầy cô. Bây giờ xin mời quý thầy cô chúng ta xem lại đúng câu hỏi thì câu 1 và thậm chí một phần của câu hỏi là câu 2 đó là những hệ thống câu hỏi căn bản là kiến thức nào ở trong sách giáo khoa về chuyển động phản lực. Còn câu 2, câu 3, câu 4 một phần câu 3 và câu 4 là câu hỏi do cô tự bổ sung thêm bên cạnh các câu hỏi trong sách giáo khoa của phần trên để người học sinh hướng dẫn học sinh định hướng học sinh về việc chế tạo xe phản lực bằng cách mấy cái động cơ là cái móc bóng. Tất nhiên là chúng ta hướng dẫn này theo cái định hướng bóng bóng của y tế bóng bóng dễ ký, dễ vui, dễ tìm, dễ tìm và làm khá là an toàn. Còn ngoài ra tùy theo điều kiện thực hiện nên các thầy cô có thể hỏi một số câu hỏi về dạng mở, dạng mở để trên cái động cơ đặc biệt không nhất thiết chỉ là tổng phút cảnh và cái bóng bóng có thể là những cái bộ phận của phụ huynh và người khác nhiều khi họ kêu còn hay hơn cái bóng bóng và phút cảnh. Như vậy tóm lại hệ thống câu hỏi tóm lại gồm hai phần, một là những cái câu hỏi nhờ tại trong cái test này, bởi vì đây là bài làm test tức là phải có bài học từ nhóm thì chúng ta mới vào cái cột điểm của bộ môn cả. Cái thứ hai cái yếu tố test chính là chúng ta có hai câu hỏi ba nữa để hướng dẫn lớp học sinh về việc chế tạo từ cái kiến thức pháp luật học trên. Câu hỏi thứ ba đề xuất giờ lựa chọn giải pháp đây là hoạt động cá nhân của hoạt động nhóm để tạo ra cái
cái sản phẩm mà ok thì nó có những câu hỏi như sau. Thì cô sẽ vẽ và mô tả các bộ phận của mô hình xe phản lực nhóm, rồi đề xuất vật liệu phù hợp để chế tạo. Rồi thứ hai thì trình bày các nhóm, sau đó thảo luận về cả nhóm thống nhất chọn ra cái kiểu dáng thích hợp nhất, yêu thích nhất nhóm. Hoạt động này phát triển năng lực hoạt động nhóm của học sinh. Trong hoạt động này để trả lời cho các câu hỏi thì xin hỏi một nhóm lấy tờ giấy ra vẽ một cái kiểu thiết kế về xe phản lực, vẽ một cái kiểu thiết kế về xe phản lực ghi trong nhóm và gửi lên Zalo rất nhanh nha. Trên màn hình của Zalo rất tôi thấy trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đồng Sơn Kim Mỹ đã quay video clip là không phù hợp vì giai đoạn này của năm mới ở ngoài ba xin trường trên màn trưa vậy đó ở trường Kim Mỹ xin phù hợp lại giúp việc mà tương tự như là trường trung học cơ sở Hoài Thành ở Bình Định cũng có thể lên đi giấy chế tạo và chúng ta chưa học tới phần này thì mời cái đề cô sẽ lại sau giờ xin mời phù hợp lại để sau này lãnh đạo phòng được cái lung du là chúng ta đạt kịp tiến độ. Xin mời tất cả các trường đang tiến hành quay video clip và gửi lên không là xin mời mọi người liền để cho lãnh đạo phòng được đang theo dõi kết quả sao là chúng ta đã thực hiện theo đúng trình tự của bài đề này. Xin mời nhắc lại là trường tiểu học cơ sở số 1 Kim Phụ Kim Mỹ xin thu hồi lại liền nè. Để các bạn chú ý theo dõi lớp học thì về đây là có lãnh đạo của các bạn và lãnh đạo của sở dụng mà cũng đang xem những cái tiến trình hoạt động đó. Nếu bạn nhóm nào trường nào mà gửi sớm cho vui lòng thu học để lãnh đạo sở dụng là các phòng có thể thấy được những tiến độ tiến trình của chúng ta làm theo đúng cái năm hoạt động của chúng ta giờ nhóm chúng tôi thiết kế. Cảm ơn các bạn đã nhận được lãnh đạo rồi. Các gian và góc độ em đã nhập được cái hình ảnh của trường là cái đầu tiên của cô chú gửi em cho em thấy là trường nào. Em nhận được trường trung học cơ sở An Tân An Lão, trường trung học cơ sở Hương Bình Nhân Bình, trung học cơ sở Hoài Xuân. Trung học cơ sở Cát Minh ạ, Cát Thành Phù Cát. Dạ, mỗi hình ảnh là một rất là đa dạng ạ. Em, mình có trường hình kiến. Rồi, nó bắt được bạc ạ. Xin mời bạn Nguyễn Văn Quế rồi gọi video clip ra đây chúng ta cùng ngồi ngay giúp cho bạn. Tại xin bạn nào mà biết bạn Nguyễn Văn ở đơn vị thì cũng có thể sở nào chung ngồi lại những hình ảnh video clip mà không phù hợp với tiến độ của năm hoạt động chúng ta cùng ngồi lại là chúng ta nhắc cho bạn những cái gì. Những cái quay dạ, Nguyễn Giang thu hồi rồi. Em đây nhận thấy được hình ảnh của trường trung học cơ sở Âm Thạnh, Hoài Âm, Bình Định. Dạ, rất nhiều ạ. Mỗi hình ảnh là một sự lên sáng tạo ạ. Đó là có lời khen dành cho các thầy cô ạ. À, rõ ràng trong cái giai đoạn đề xuất này thì mỗi nhóm sẽ có cái sự sáng tạo riêng qua một bản vẽ khác nhau. Rõ ràng chúng ta thấy là cái năng lượng sáng tạo và giải quyết đề được hình thành ngay vào hoạt động thứ ba này. Và xin mời quý thầy cô chúng ta cùng qua hoạt động thứ tư, đó là chế tạo chủ đề. Và trong hoạt động này xin mỗi nhóm sau khi đã có cái bản vẽ gửi trên lâu lúc rồi xin mọi nhóm sẽ chế tạo theo đúng bản vẽ của mình để được nha. Mình sẽ thấy được tại vì có nhiều bản vẽ của đây cũng rất là hay nhưng mà không hiểu cái sự ra đi nó như thế nào thì chúng ta sẽ tiến hành một là chế tạo thì xin chụp hình giai đoạn chế tạo. Hình thứ nhất là hình chụp là giai đoạn chúng ta đang cùng nhau học để chế tạo mỗi người một tập một tiền. Thứ hai là khi sản phẩm đã xong chúng ta tiến hành chuẩn bị quay thì quay là ai video biết là chúng ta đã chuẩn bị quay. À, xin cảm ơn quý thầy cô ạ.
ờ nghe sẽ tìm kiếm lại các nhà đó và cũng đã theo dõi là cái thằng này trên giờ lúc này nó này ngồi ờ có nhà nha có điện thoại nha cái nhà này xin nhận lại cái tất nam á bây giờ là giai đoạn chế tạo sản phẩm mà thì cô đã bắt đầu chế tạo ở giai đoạn cắt ống hút rồi cắt cái cây que dán các sản phẩm lên với nhau xin mời cô chụp hình lên giai đoạn lên giai đoạn lúc và quay phim clip luôn về quá trình hoạt động nhóm để cái vẽ này đúng đúng là tôi nhớ chúng tôi cũng thấy là thầy nhắm ứng gửi là cái hình ảnh là đang chế tạo sản phẩm tuy nhiên nếu tốt nhất vẫn là hình ảnh nhóm đang hoạt động để làm đầu sợ để nhân rồi tức là đây là hoạt động nhóm đây là hoạt động nhóm thì không phải là hoạt động cá nhân chỉ có một cá nhân là vẽ rồi chỉ có một cá nhân là làm việc thôi. Chúng ta thấy là nhóm của cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ được gửi là thầy cái giai đoạn qua nhóm này mỗi người sẽ làm được việc ai cũng có việc để làm nó thể hiện đúng cái tinh thần của hoạt động thứ tư là hoạt động nhóm thế còn những nhóm gửi hình hình chỉ một cách chỉ có duy nhất cái cá nhân đang chọn như là sai với tinh thần của năm hoạt động của thầy cô xin mời quý thầy cô chúng ta dừng lại vậy. Chờ nhóm chúng ta cũng thấy là nhà cô Lê Hồng Thắng là đang gửi cho một cái hình là như người cô đang hoạt động và mỗi thầy cô là làm một việc khác nhau theo sự hoạt động của nhóm chứ không phải duy nhất chỉ có một bạn. Đây là hoạt động nhóm thì phải thể hiện được tinh thần đó. Thì khi đó chúng ta sẽ hiểu được cái kế hoạch bài giải của bộ là cái chủ đề của nhóm chúng tôi. Chúng ta cũng thấy là nhóm của thầy Nguyễn Duy Tân đang tham gia một số bạn đang tham gia để chế tạo sản phẩm này. Đây là hoạt động nhóm nha, không phải hoạt động cá nhân. Chỉ có một người là đang hoạt động mà chế tạo sản phẩm. Nhóm chúng ta cũng thấy là nhóm của thầy Nguyễn Duy Tân là các bạn đã thấu hợp đang hoạt động nhóm để chế tạo sản phẩm. Nhóm chúng ta cũng đang có liên quan về cùng nhau mỗi người một việc để chế tạo sản phẩm. Tuy nhiên thầy minh họa cho đây là giai đoạn hoạt động nhóm không phải là hoạt động cá nhân kể cả chế tạo thử nghiệm cũng phải có hai ba bạn là nhóm của bạn trang đang gửi lên rất thể hiện rất là rõ là bốn bạn đang cùng nhau chế tạo một sản phẩm thể hiện đây là hoạt động nhóm rất là rõ ràng khi mà thầy cùng với các thầy cô sẽ lấy lạnh thì các thầy cô sẽ hình thành đâu là hoạt động cá nhân và đâu là hoạt động nhóm. Rồi, nhóm của cô Phương cũng thể hiện ra đã xong sản phẩm và đang thử nghiệm luôn. Đặc biệt là nhóm của cô Đào Thị Thủy đã thể hiện rất rõ tinh thần hoạt động nhóm trong này. Cả nhóm cùng ngồi lại nhau để chế tạo sản phẩm. Những bạn còn lại thì cũng quan sát tiếp tục đó thôi. Làm lại cũng như là nhóm của cô đang thử nghiệm sản phẩm. Các bạn ấy xuống không? Đối với tôi được chưa? Tiếp tục nhóm của thầy Hoàng Đồng mình đang thể hiện rõ các cái hoạt động của các thành viên trong nhóm. Có soi đây không? Đang là nhóm của thầy Nguyễn Duy Toàn. Đã là cái thứ 5. Thì thấy các hoạt động của ba thành viên trong nhóm cùng hợp tác để tạo ra sản phẩm. Tiếp theo hoạt động của nhóm cô Đào Thị Tỷ thì thấy là hoạt động của nhóm tất cả các thành viên trong nhóm mỗi thành viên một nhiệm vụ. Nhóm của cô Nguyễn Thị Nhà thấy là bản thiết kế của nhóm. Nhóm của trường Ờ.
xét nhỏ trường đúng không? Cái xét trường đi nào không mấy tàu, đi ngồi từ từ đi. Thầy Dũng ơi, thầy bị tắt mất ạ. Tiếp theo nhóm chúng tôi thấy hoạt động nhóm của thầy Nguyễn Văn Tuấn. Em buông dù hết đây, không có hết. Tự nhiên tham phẩm. Thầy cửa đó có sách cho chạy ổn không? Xin quý vị lưu ý khi mà chúng ta gỡ lấy cái đồng sản phẩm thì cái vấn đề thứ nhất là đạo phẩm đó là những người dân trường của chúng ta quan trọng để lãnh đạo người ta tham gia hoạt động của ngành giáo dục và của trường 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 lãnh đạo nhà xuất bản hay nhóm chúng tôi những nhận xét đó, thì cũng không biết là cái đảm bảo của tôi như trở nên là trường trung học cơ sở nào đủ điều kiện nào để nhận xét, bởi vì chúng ta đã hoạt động nhóm không thì cô hoạt động theo đơn vị nhóm chứ không phải là chúng ta hoạt động cho cá nhân, nên chúng ta có trách nhiệm nào để biết chúng ta ở trường nào nhà trường nào. Xin cảm ơn các thầy cô. Trung học cơ sở làm sao đây? Có gì thiếu nè, rồi mới gửi hình thì là đúng tôi cái quy tắc nha. Còn đối với đơn vị làm được thì gửi hình là tôi làm thì em được, cũng không biết của đơn vị nào là điểm nào. Có lẽ xin mời gửi lại hình và ghi đúng tên trường và ghi lên hình thì có quyết định con. Chứ thầy con ghi theo một dòng riêng á thì nó sẽ rất là tốn chỗ. Xin cảm ơn. Mở cái này ra. Tiếp theo nhóm của trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh thì thể hiện rõ hoạt động của nhóm việc có bổ sung cái phần thiết kế nhóm tình nhân thì cũng biết là của trường nào nhóm trường ngày hôm nay thì thể hiện đang đang chế tạo, đang chế tạo sản phẩm. Đồng chí đang chế tạo sản phẩm này chúng ta sáng tạo, cần sáng tạo lên thì cái sản phẩm trên á của bạn tổ ban tổ chức thì đó là sản phẩm gợi ý, chúng ta có thể sáng chế tạo rồi để sáng tạo nhiều cái kiểu dáng khác nhau. Tiếp theo là trường mà chúng ta làm cơ sở khác nhau. Cái kiện thôi chứ không cái gì nữa. Thì để hiện các hoạt động của hai thành viên trường Mỹ Thọ đã hoàn thành sản phẩm thử nghiệm sản phẩm. Con đã ra đúng thử nghiệm sản phẩm thì con nên cho thử nghiệm sản phẩm để thấy chiếc xe nó có chạy có tốt hay không, có thẳng hay không. Mà nếu không thẳng thì chúng ta sẽ cải thiện nó. Thì cải thiện nó sau cải thiện nó chúng ta cũng nên có cái tình quay tim lại như là sản phẩm cải thiện mà người nào của mình cả thì ngồi ghế này nhưng mà cơ sở quà gửi lại sản phẩm lên. Đây là sản phẩm thử nghiệm các cấm để hiện hoạt động của anh cũng như anh nhớ. Điều mà hòa bình Tây Sơn để hoạt động của nhóm đang hoàn thành và đúng ra là phải đi đó ở đấy đó cái là
thì cái đó là xùi cái lỗ này nãy nãy xùi xin này để cho
Mời cô Phương Thị Quốc ạ.
Dạ thôi, dạ, nếu mà chắc trường ngại quá thì cái buổi tập huấn á chắc thầy cô sẽ hơi khó hình dung, nhưng mà vì các thầy cô đã phát biểu thì tôi xin phép rất cái phần tập huấn này mà chế tạo xe ở đây để học tập một thời gian của cả giáo viên. Thế thì cái hoạt động cuối cùng là giáo viên về mặt quy tắc thì một lớp nó có khoảng 4-5 nhóm, 6 nhóm của mọi lớp, thì chúng ta sẽ kêu thông thường ở thực tế giảng dạy thì thời gian cho phép chúng ta sẽ kêu 1-2 nhóm, thường là cái nhóm mà không thành công và cái nhóm thành công, để hai nhóm nó lên chia sẻ về quá trình hoạt động của nhóm mình, rồi phân tích vì sao mình thành công, vì sao mình không thành công. Mục đích của hoạt động nhóm này là tăng cường các sự chung năng lực giúp tình trung cộng đồng, năng lực giúp cộng đồng. Một cái năng lực là cái thành tố rất quan trọng của cái năng lực giao tiếp và hợp tác mục đích của cái này. Và các tiêu chí họ rất quan trọng cái thành tố giao tiếp và hợp tác. Họ luôn luôn tạo cái cơ hội để học sinh được lên phát triển trong nhóm, nên là hiệu quả cộng đồng, thậm chí là các trường chúng toàn trường. Và cái hoạt động này có thể giao liên tục cho tất cả các tiết dạy, các bộ phận, tất cả các lớp. Giờ đó học sinh nước ngoài cái kỹ năng mà một là giao tiếp, hai là làm việc nhóm rất mạnh. Và vì cái trường học của chúng ta, nếu thế hệ chúng ta đi học là hiện nay như vậy, chúng ta thấy là chúng ta cái tiêu chí quan trọng của chúng ta là từ bài và làm được bài. Bởi vì chúng ta phải nói có gì thì do gì thì chúng ta chưa được thay đổi. Trong khi các trường đại học hiện nay là chúng ta thay đổi là đánh giá năng lực, đánh giá rất nhiều nhóm các quan năng lực bằng nhiều hình thức khác nhau. Thì các trường trung học cơ sở chúng ta hiện nay là các đề thi thì tôi cũng chọn cái ban biên soạn các khoa thì cũng có phù hợp và nhiều hoạt động học, thì thấy là đề thi của một số địa phương mà chưa được thay đổi theo định hướng phát triển. Do đó nhân buổi như này thì tôi chia sẻ cho các giáo viên thay chúng tôi, thì các thầy cô chia dài theo các chuyên gia. Mỗi một chuyện sắp như vậy thì nó có khoảng 10 năm, thậm chí có điểm là 20 chủ đề, thì mình tăng cường đầy đủ tất cả các năng lực đó. Thì các thầy cô thiết kế theo cái bài học đó thì tự động học sinh nó sẽ phát triển còn gì nữa cho mình năng lực. Và khi đó chúng ta lên chuyên đề thì do tổ chức cho các quyền nào như vậy, thì cả quyền chính giáo là chúng ta vừa đạt được một chương kép, một chương kép, hai là các phẩm chất là chúng ta vừa đạt được một chương kép. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã tiếp tục tham gia. Bây giờ xin phép quý thầy cô, chúng ta sẽ tới cái phần giải đáp. Để chạy lên nhà theo cái công thức của chương trình thì lãnh đạo của các trường học rồi nhóm chúng tôi sẽ thay mặt nhóm tác giả tại mặt nhóm tác giả quý thầy cô. Quý thầy cô có hai hình thức, một là chúng ta nhắn tin trên phần chat, xin mời thầy Dũng và cô Vân Anh theo dõi phần tin nhắn để thầy học to lên cho cả lớp, cả tỉnh chúng ta đều nghe. Sau đó thầy Anh sẽ và thầy Dũng sẽ đại diện nhóm tác giả. Hoặc hình thức thứ hai là thầy cô muốn bỏ đi thì mình sẽ bị về cái trường trung học cơ sở Ngô Thị Xuân. Thầy hỏi là thời lượng STEM ở lớp bao nhiêu tiết và ở nhà như thế nào ạ? Rồi, xin trả lời câu hỏi này. Khi chuyển từ một bài học truyền thống sang một bài học STEM thì các bộ thực hành và vận dụng trong một bài học truyền thống, một là chúng ta dạy bằng web, hai là chúng ta kiểm tra thiết kế để chúng ta thay thế bằng ba hoạt động cuối của các hoạt động giáo dục STEM cho thiết kế tạo sản phẩm luôn, thì chắc chắn là bài bài truyền thống thấy một tí thì nó sẽ phát triển thành những chúng ta thậm chí với chúng ta luôn, nhưng mà đa số là nó sẽ trọng hơn một tí.
Thế thì thứ nhất là tôi đã nói là giảm ba tiết bài tập vào thực hành rồi, thứ hai là chuyển cái các bài tập trong một thực hành bằng rồi qua một cái tiết khác, và điều này trong văn năm năm một hai cho phép trong văn năm năm một hai khẳng định rất rõ là việc xây dựng kế hoạch bài giảng là bao nhiêu tiết là việc của thầy cô, không còn là việc của bộ giáo dục hay cái chương trình cũ nữa. Thầy cô có thể yên tâm cái điều này. Còn cái hoạt động mà thì như vậy về tổng số tiết của một bài học theo là do thầy cũ cái thứ hai ý của thầy cô là hoạt động nào là được hoạt động của trường, hoạt động nào là hoạt động của lớp, cái thứ hai là trong những ngày cái quyền đã là về ví thầy cô không phải chủ định tôi. Nếu mà tôi nói thì tôi có thể nói về kinh nghiệm mà nhóm chúng tôi đã dạy cho học sinh ở cái bộ trên công ty của thầy là không cần hoạt động khám phá hãy bấm các câu hỏi về đề xuất lựa chọn cái hoạt động chúng ta là đề xuất lựa chọn thì những cho học sinh hoạt động đấy nha, hoạt động chế tạo và thử nghiệm sản phẩm thì một số công đoạn cũng có thể cho học sinh này nhà làm. Đối với những cái mà nó phát sinh nhiều tiết, còn thông thường nó chỉ phát sinh nhiều tiết thì gần như tất cả các năm hoạt động, tất cả năm hoạt động đều diễn ra trong hai tiết ở trên lớp luôn. Chỉ có những hoạt động mà nó phát sinh thứ ba, thứ tư như thế thì chúng ta mới chịu hoạt động như vậy. Và lưu như thế nào là do chủ cũ. Xin cảm ơn quý thầy cô. Dạ, thầy ở trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân có đặt câu hỏi thêm, đó là có quy định một năm dạy bao nhiêu tiết STEM không ạ? Dạ, trong văn 3089 của Bộ Trưởng đã khuyến khích tất cả các trường học trung học cơ sở và trung học phổ thông là đưa hoạt động giáo dục STEM vào trong nhà trường. Còn quy định số tiết là nhiệm vụ của sở giáo dục và từ đó học vụ sẽ ra quy định cụ thể. Ví dụ như là trường sẽ quy định mỗi tiết ít nhất một giáo viên một bộ môn phải dạy một tiết một học kỳ, một chủ đề một học kỳ cho năm tiết một chủ đề. Việc này là vấn đề pháp lý, còn tác giả thì không có thẩm quyền để trả lời, là tác giả không có quyền quy định mỗi giáo viên phải dạy bao nhiêu mà. Còn theo giáo dục là cơ quan quản lý nhà nước về mặt giáo dục của tất cả thầy cô chỉ là yêu cầu tất cả các trường phải đưa hoạt động giáo dục đem vào trong nhà trường, còn vấn đề cụ thể quá là do lãnh đạo. Xin cảm ơn quý thầy cô. Xin kính mời quý thầy cô cùng nêu câu hỏi. Khi mà chúng ta sử dụng một khác này ở trường ta thì chúng ta có nhiều cái thuận tiện ha, những cái thắc mắc của chúng ta tháo gỡ ngày này. Bởi vì trong nhà trường có nhiều cái kế hoạch, nhưng với thầy cô nhắm rõ sau chữ cái kế hoạch một vài chữ để cho nhà sẵn đây giới thiệu thầy cô nhóm chúng tôi là tham gia biên soạn sách giáo khoa toán
Cháu giáo khoa toán và cũng khoảng vài cuộc đầu tháng năm đã quý theo giáo khoa toán bộ giáo dục đào tạo. Thì toán là một thành tố của em, nó ở chữ em mà. Thì nếu như liên quan bộ sách mà liên quan toán thì nhóm chúng tôi cũng sẵn lòng giải đáp cho các bạn được. Xin cảm ơn quý thầy cô. Dạ, cô Lê Thị Thu Loan ở trường trung học cơ sở Ông Đức có câu hỏi là kết quả hoạt động STEM của nhóm học sinh có được chỉ lấy điểm đánh giá định kỳ không ạ? Xin trả lời vấn đề cô là hiện nay theo công văn 5512 quy định rất rõ là cái cách cho điểm của chúng ta là cách cho điểm hình thức là thường xuyên và hình thức định kỳ. Và trong cả hai cái hình thức đó thì cái phương pháp để đánh giá, để cái phương pháp truyền thống là cho bài viết kiểm tra bằng bài viết, cái phương pháp mới mà chúng ta hết sức chú ý đó là quan sát hoạt động điều chỉnh và quan sát sản phẩm từ hoạt động điều chỉnh. Như vậy chúng ta hiểu là hai cái hình thức mới bên cạnh hình thức cũ, cái phương pháp nhà đại hình thức cũ là kiểm tra bài viết dạng trách nhiệm và tự luận, mà trách nhiệm thì có hai dạng là nhiều nhóm khác hoặc trách nhiệm chính sai. Và sắp tới toàn bộ tất cả các sử dụng sẽ xây dựng cái đề thi của năm 10 dựa trên cái cấu trúc đề thi trên trung học phổ thông lớp 12 và bộ dụng mới này ra các bạn muốn nhập đại học tinh thần quay với đánh giá đại của nhà nhà là một cái đề thi nó gồm có ba phần đồ. Một là câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, hai là câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, ba là bài thi. Đó là cái hình thức về phương pháp thì chúng ta có ba phương pháp. Phương pháp thứ nhất là kiểm tra bài kiểm tra mà tôi vừa nói với thầy cô. Cái phương pháp thứ hai là quan sát hoạt động đương tin, thì chúng ta đánh giá được năng lực nó thể hiện qua hoạt động. Thứ ba là quan sát sản phẩm từ hoạt động vô trình, thì năng lực nó cũng thể hiện qua cái kết quả của nó hoạt động, mà kết quả của hoạt động đó là sản phẩm. Do đó như vậy giáo dục STEM thì chúng ta phải chủ yếu là người học hoạt động. Cho nên hôm nay tôi đề xuất các thầy cô, một là chụp hình hoạt động của nhóm, thì rõ ràng là có những nhóm dẫn lên cả nhóm cùng hợp tác để chế tạo sản phẩm cùng vẽ luôn, thì hình ảnh đó cho chứng minh là trường đó hoặc đúng cái tinh thần của hoạt động đó. Còn có những nhóm 5-6 thầy cô là cậu để quan sát một bạn chế tạo sản phẩm thì đó cũng là chưa thể hiện rõ ràng là chúng ta hoạt động đúng hoạt động. Thì cái hoạt động này nó sẽ thể hiện rõ như vậy. Chúng ta nhau đây cũng sẽ lưu ý các thầy cô để về chúng ta tổ chức đúng theo yêu cầu của bộ sách. Cái thứ hai là sản phẩm luôn, thì rõ ràng các thầy cô quay video clip cái sản phẩm hoạt động thì tôi sẽ làm được. Như vậy trong một bài học tay nó thể hiện rất rõ cả ba cái hình thức đánh giá, ba phương pháp đánh giá mà bộ yêu cầu hay là theo văn bản 5.2. Một là bài kiểm tra viết. Bài kiểm tra viết thì thầy cô chụp hình câu cả lần ở lần đầu giờ đầu, đó là cái phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là chụp hình cái cảnh mà các thầy cô đang tham gia hoạt động có luôn. Cái thứ ba là biểu viết về sản phẩm của thầy cô. Rõ ràng là ba phương pháp này theo công văn 5512 được luôn, qua cả hai hình thức thường xuyên và định kỳ. Và tuy nhiên tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau thì hiện nay nhiều địa phương vẫn còn kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo hình thức thứ nhất, đó là hình thức kiểm tra bằng một bài viết. Thì nhân đây xin lưu ý lại là cái công văn 5512 thì tôi đã nói tình về sở dụng tỉnh Bình tập của chúng ta thành phố nhân và bị phú phẩm quyền quản nhau tiền về ông ta. Thì tôi đã chia sẻ về các hình thức kiểm tra giá và các phương pháp kiểm tra giá. Nhưng mà vì lý do giả sử như vậy chúng ta chưa thực hiện đầy đủ hình thức kiểm tra bằng công văn 5512 thì chúng ta cũng có các điều chỉnh luôn. Bởi vì hiện nay là dạy học phát triển năng lực, phát triển năng lực chứ không phải là tái hiện thức. Còn khi kiểm tra bài viết thì khả năng rất nhiều là đó là chúng ta chọn mô hình cũ là tái hiện kiến thức. Còn để phát triển năng lực là phải quan sát nó làm được cái gì về một cái hoạt động, thì quan sát hành vi nhận diện, quan sát hoạt động của nó. Thì cái này là các địa phương đề nghị các địa phương cũng nên đề cũng vào cái hành vi này. Xin cảm ơn các bạn đã nêu câu hỏi. Thầy, cái câu hỏi đặt ra đó là nguồn tài nguyên video cho hoạt động khởi động là giáo viên tự tìm kiếm để phục vụ cho bài dạy hay có nguồn tài nguyên của bộ công thức về chủ đề của những cái dạy STEM ạ? Xin trả lời câu hỏi này.
cái thứ nhất là tôi mình xin nói về sách giáo khoa. Về cái gì giáo dục đó là do một nhóm vi phạm viên điều chỉnh sau đó thông qua bởi cái thông tư 32 chính là chương trình giáo dục phổ thông. Cái gì đây là chương trình lập pháp để chúng ta phải thực hiện theo. Còn sách giáo khoa và các sách tham khảo trong nó có bộ sách giáo dục STEM do nhóm coi là sách tham khảo để vi phạm căn cứ vào chương trình đó. Tại vì là đã là sách tham khảo thì các thầy cô đã lắp cuốn tất cả các bộ sách thì tôi cũng về mình để làm cuốn tập cuốn sách giáo khoa có nhé. Vừa qua thì tôi có tập cuốn cho tỉnh Bình Định về sách giáo khoa có chương trình học tập thì tôi với thầy Trần Anh học có tổng biên tập nhà của bạn tham gia tập cuốn nhé. Thì các thầy cô thấy là sách giáo khoa là cách nguồn của sách giáo khoa là chỉ là ba nguồn đó. Mà khi nó tại tham khảo thì chúng ta chuyển sang nó chỉ là một kênh để chúng ta tham khảo thôi. Nhưng mà cái kênh đó hay cái là nhiều tác giả thì tốt được cho mình tập rồi tốt quá tốt là ra mà tốt nhất chúng ta lấy cái bài đó ra nếu các thầy cô thấy là những quạt nó chưa phù hợp với địa phương thì địa phương mình chúng ta thì xin đề nghị các thầy thay đổi cái quạt đó lấy cho nó phù hợp với địa phương và do đó cái việc mà quy đô quyết thì các thầy cô cứ dở sẽ tài ra của tài nguyên của bộ hay là tài nguyên của bộ sách do nhóm chúng tôi chọn sẽ có nhiều quy đô quyết thì các thầy cô sẽ tải xuống để sử dụng thì tìm vấn đề mặt thời gian của mình. Còn nếu các thầy cô tìm không có hoặc là cái quy đô quyết này thì thực hiện thì học trên ở địa phương chưa ghi lại chẳng hạn thì xin mời các thầy cô vận tạo quy đô quyết và mặt sưu tập quy đô quyết. Tuy nhiên những quy đô quyết mà trên các sách tôi là đã thể hiện được đúng yêu cầu học đã của chương trình do đó khi thầy cô vận tạo hoặc là thầy cô tải về một quy đô quyết cho nội trên này thì các thầy cô rất chú ý có phù hợp với yêu cầu cần đạt của chương trình học. Xin cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi. Thưa thầy, ở trường trung học cơ sở Kiên Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình có đặt câu hỏi là khi tổ chức triển khai bài học STEM thì có nhất thiết một bộ môn thực hiện hay nhiều bộ môn trong tổ tự nhiên xây dựng bài soạn ạ? Dạ rồi, xin cảm ơn. Xin gửi lời cáo lỗi đến các thầy cô ở tỉnh Quảng Bình cũng có tham gia cùng các thầy cô tỉnh Quảng Bình. Cái lời chào đầu giờ của tôi là chào thầy cô. Nhưng mà cuối đầu giờ tôi vào thì tôi quan sát thấy ở đường tiên qua và cũng có đặt ra thì cũng được chào có trên trong đây cũng được chào quý vị cô và cả nhà xin lỗi ạ. Xin trả lời câu hỏi này là như sao ạ? Cái bài bài dạy của một bộ môn mà đặc biệt là bộ môn STEM, STEM chúng ta nhớ cái khái niệm giáo dục STEM nó có hai cái từ khóa, mỗi từ khóa có hai cái từ rất quan trọng mà chúng ta nhớ được đó là liên ngành và ứng dụng. Ứng dụng có nghĩa là học sinh phải chế tạo ra một sản phẩm. Liên ngành có nghĩa là bốn ngành STEM và M. Sau này qua khóa hiện nay chỉ nghe hai ngành nghệ thuật học biết là tức là họ sẽ tạo ra thì bây giờ chúng ta nói liên ngành bốn ngành. Thế thì như vậy ai sẽ dạy, ai sẽ soạn bài lên và ai sẽ làm cụ nội lên, đây là một vấn đề đặt ra với yêu thành thành của đạo đầu tiên Việt Nam. Thế thì nó không có tính pháp lý trong công văn 5512, trong công văn 3355 của bộ giáo quy định về các tiết dạy học đại diện, quy định về các tiết dạy học tên hay là công văn mới nhất là 3089 vào ngày 4/8/2020 của bộ giáo quy định về học đại diện yêu cầu tất cả các trường phải dạy học tên. Cũng không nói về này, cũng không nói về vấn đề mà nhiều thầy cô soạn bài, nhiều thầy cô vào dạy. Tuy nhiên theo kinh nghiệm triển khai thì một hoạt động giáo dục ta thế nào để chế tạo ra một sản phẩm nó thế nào nó cũng có kiếm hai ba môn, thậm chí nếu mà môn liên luôn nếu được thì chúng ta có cả cái sản phẩm đều có kiến thức đầu ra không mấy môn luôn. Tuy nhiên trong soạn bài thì nếu chúng ta làm môn sử chẳng hạn thì trong đó có sử sinh có lý hóa thì chúng ta là giáo viên sử chúng ta mạnh môn sử thì chúng ta sẽ soạn những câu hỏi
chủ yếu là phân sự. Còn những câu hỏi khác thì chúng ta làm lại cái bài giảng bước của họ và số lượng cầu thì cái nhân chính của chúng ta ở bậc tiểu học người ta đã rút ra cái lượng đó là một gì đấy không nhớ không? Đó là cái môn chính của chúng ta, còn những môn còn lại chúng ta gọi là môn tích hợp, là môn chúng ta gọi là môn chủ đạo, và là môn chủ đạo tức là chỉ một ở các tỉnh thì các thầy cô mình chung chọn một bài mà xin lỗi chứ 5-6 người thấy đông hơn nghĩ là họ là một cấp là nó chọn chẳng thì đây là thực tế này chứ ở nhiều tỉnh nào mà nhóm chúng tôi đã triển khai một giáo viên soạn nhanh hơn nhiều một môn là tỉnh hợp tác thế vì giáo viên sẽ phải có 3 môn tôi là môn toán thì tôi xây dựng cái môn toán làm môn chủ đạo đó là môn chủ đạo còn các môn học lại tôi cho nó là môn tích hợp chúng ta tạm gọi cái môn thể dục thể thao xin lỗi nếu dùng từ cũ theo quý thầy cô là thì hai vào nhau hai thầy cô của hai bộ môn tích hợp đó vô phòng bài nó sẽ đổi thì mình sẽ cầm sách giáo khoa lên mình sẽ tự tìm câu hỏi mình sẽ tự tìm câu trả lời phù hợp với trình độ phổ thông của chúng ta thì toàn bộ những kiến thức sau đây các em hy vọng là thứ như này gặp các chúng ta hỏi lại thì chúng ta sẽ biết cái phòng giáo viên trong thực tiễn triển khai thì ở nhiều tỉnh thành tôi bây giờ luôn thành tôi hình như chưa thấy nhiều giáo viên nhiều giáo viên hiện đại và nhiều giáo viên cùng tham gia các bài tham gia thì thấy có một giáo viên của một bộ môn chúng ta gọi là môn chủ đạo các môn còn lại chúng ta gọi là tích hợp thì hoặc là chúng ta đổi giáo viên đổi thì câu hỏi thì câu trả lời phù hợp với sản phẩm hoặc là chúng ta tự nhập trên sản phẩm của chúng tôi. Tôi xin trả lời đây là thực tiễn của các địa phương chứ không có tính pháp lý và không có tính khoa học. Dạ, xin cảm ơn quý thầy cô đã đặt câu hỏi. Thưa thầy, cô Đỗ Huỳnh Liêu Nguyệt có đặt câu hỏi là có phân phối chương trình cho STEM không? Và trường trung học cơ sở Hồ Thị Xuân có câu hỏi là có làm kế hoạch dạy học STEM không hay là phối hợp với kế hoạch dạy học ạ? À, xin cảm ơn quý thầy cô đã đặt câu hỏi. Và thứ nhất là xin được nhắc lại là cái từ phân phối chương trình là cái từ mà trong chương trình truyền thống dạy học hướng nội dung cũ trước năm 2018 chúng ta sử dụng thì hiện nay cái từ phân phối chương trình chúng ta hiểu đó là hay ra hay chỉ đạo phân phối chương trình có nghĩa là một khái niệm là đây là một văn bản do bộ giáo dục xây dựng bộ giáo dục ban hành và bộ giáo dục kiểm tra việc thực hiện ở tất cả các trường trên tất cả các địa phương thì hiện nay khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì cái định phân phối chương trình không còn nữa mà chỉ có cái chuyện là xây dựng kế hoạch bài dạy thì khi xây dựng kế hoạch bài dạy thì việc viết cái tiết đó cái bài giảng dạy ở học kỳ 1, ở học kỳ 2 dạy ở tiết thứ 5 hay tiết thứ 100 dạy ở tháng 8 hay dạy ở tháng 4 chẳng hạn việc của nhà trường là việc của thầy cô mỗi bộ môn bộ dục sở dục và phòng giáo dục không can thiệp chúng ta ở nhà trường chúng ta tổ bộ môn chúng ta sẽ xây dựng theo từng học ban và chia sẻ cái tay đó để phòng giáo dục nắm cái phòng dục không can thiệp vào cái phòng dục của chúng ta. Và do đó cái khái niệm ý của thầy cô không có kể là kế hoạch bài giảng là mang tính pháp lý mà không có bởi vì cái tính pháp lý đó hiện nay chúng ta dạy. Tuy nhiên bộ sách giáo dục tiền tay này của tôi nhóm cho tiên soạn cũng nên cái gợi ý đó tức là nếu mà các thầy cô không dạy chủ đề nào đổ vào tháng 9 nhãn hàng thì chúng ta lọt sách giáo khoa các bộ đã đi bắt đầu tháng 9 cũng khá trùng hợp với đề nghị các thầy cô dạy trường sinh chủ đề có lý hóa gì đó nó sẽ có cái chủ đề tương ứng đó qua tháng 10 thì nó sẽ có chủ đề cho các khối 6, 7, 8, 9 cái khái niệm mà tôi vừa nói và đó là khái niệm mà các thầy cô cũng là một chương trình đó nếu là giống như tôi thì sẽ dùng tất cả các bài giảng sau từ tháng 6 thì có bài giảng tháng 9 cũng có bài giảng tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 cũng còn có bài giảng và bài giảng đó cũng khá phù hợp với chương trình của sách giáo khoa luôn. Tại sao chúng ta ba bộ cũng là có là cách điều chỉnh nó chưa kích hoạt các trường sáng tạo thì các bài đó cũng khá là tương ứng khá là phù hợp tất nhiên là giữa các bộ sách nó có sự nhận diện thì chúng ta chọn cái chung lớn nhất thì cũng điều kiện tiến độ với thầy cô kia với lại nhà thầy học nói thì chúng ta lấy cái bài này chúng ta chuyển thành bài học đang luôn thì cũng phù hợp với chương trình mà chúng ta đang theo cái sách của bạn chọn. Xin cảm ơn thầy cô đã nêu câu hỏi.
Vậy thầy em có nhận được câu hỏi của thầy Nguyễn Kế Nghĩa. Thầy hỏi là có quy định thời lượng cho mỗi hoạt động, cho một chủ đề bài học dạy STEM không ạ? Dạ, xin cảm ơn thầy Nguyễn Kế Nghĩa. Đã trả lời câu hỏi này thì xin thầy câu hỏi trước là cái quy định về thời lượng mà thầy nói là không còn nữa. Bởi vì việc xây dựng kế hoạch bài dạy theo học văn năm một ngày của bộ trưởng là quy của thầy cô. Ban ngày quyết định một tiếng, ban ngày chỉ quyết định hai tiếng. Để coi thử có gì không nghe. Vì của thầy, vì của thầy, sau đó thầy trình bày với tổ, tổ thống nhất hôm qua là trình cái bản và bản đó cho thầy dùng chữ ký. Bởi vì mặt nguyên tắc thì thầy dùng cái chữ ký thôi, không có cắt được vào công việc mà bộ của tổ. Thì thầy chỉ trình bày trước tổ là cái bài này nó chỉ có một tiếng, nhưng mà bây giờ tôi muốn chuyển bài này trình tổ này bằng bài học kèm thì tôi xin thêm một tiếng thứ hai, và để tiếng thứ hai thì tôi xin giảm bớt những cái tiếng ở đâu đó là học kỳ 1, học kỳ 2 thì tổ sẽ thông qua. Thì chắc chắn cái ý kiến của chúng ta là tổ sẽ thông qua những bài tiếng này. Nó không ảnh hưởng nhiều đến cái việc chung của nhà trường. Thì tổ sẽ đồng ý, tổ sẽ đồng ý thì gọi kế hoạch lên nhà trường vào đầu năm và nhà trường được trực thực chất thì được chỉ ký điểm thôi. Chứ còn không không cam thì còn sau bởi vì mọi hiệu lực là chỉ là một môn chứ không ảnh hưởng đến trường là một môn. Toàn bộ công việc là giao cho tổ trưởng khác. Xin cảm ơn thầy đã đến chị. Dạ, xin thầy nhìn lại em thấy câu hỏi rồi. Dạ, dạ xin chào thêm một phút nữa các thầy cô cứ tiếp tục em đo rồi. Tôi sẵn là phòng nhân thì đây là gặp các thầy cô trả lời hết. Kể cả sách giáo khoa toán, sách giáo khoa toán, sách giáo khoa khoa học á, thì nó là một những thành tố nó liên quan đến cái dạy STEM. Dạ, em xin giới thiệu với thầy cô là thầy Huỳnh Ngọc Thanh cũng là tác giả sách của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Như thầy cô có thắc mắc gì về buổi tập huấn ngày hôm nay cũng như các câu hỏi về trong sách Chân Trời Toán Chân Trời Sáng Tạo thì có thể đặt câu hỏi để thầy giải đáp luôn ạ. Thầy em có nhận được câu hỏi của phòng giáo dục Vĩnh Thanh. Câu hỏi đặt ra đó là tiết dạy STEM không nằm bài STEM của sách STEM. Câu hỏi của em cũng chưa rõ lắm. Bài STEM của bộ sách STEM không nằm trong kế hoạch bài dạy thì được tính số tiết đó như thế nào và kinh phí để tổ chức tiết dạy đó tính làm sao ạ? Dạ. Dạ rồi. Thầy xin trả lời câu hỏi này tôi đã lặp đi lặp lại cũng khá nhiều lần trong suốt quá trình tập huấn buổi sáng ngày nay. Tức là trong các hoạt động giáo dục và các tên của các môn học truyền thống trong thời có biểu xếp của tựa biểu thì không có chữ STEM, nó không có STEM. Vậy thì trong văn bản 089 của bộ dục chú ý đọc hết các để chúng ta đưa STEM trong cái môn học của biểu để xếp định cho thầy cô. Tức là chúng ta đang dạy một bài học truyền thống mà chúng ta muốn dạy STEM thì chúng ta sẽ gắn thêm một số yếu tố với cái bài học truyền thống đó thì khi đó là bài học nó sẽ thành bài học tên. Thì khi ta bài học tên nhưng mà chúng ta đang dạy văn thì cái bài đó là chúng ta là giáo viên đang dạy thì sẽ xếp vô trong thời điểm làm một tiết dạy hay tiết dạy của môn văn. Và như vậy thì về mặt pháp lý là chúng ta đang dạy bài tên nó dưới dạng mà bài của môn truyền thống tên. Cái bài này môn truyền thống là môn này cũng văn và cái tên mới nó là bài tên và nghĩa ra vẫn được tính số ý nghĩa của từ thường chúng ta đã nói nó là loại điều này. Về mặt pháp lý là chúng ta gắn được bài học tên vào trong hàm có biểu rồi thì khi đó chúng ta sẽ tính dưới dạng mà bài của môn này cũng văn thì chi phí chúng ta sẽ từ một tính phụ đầu và khi học sinh chấm điểm thì chúng ta chấm điểm chúng ta còn có cột để chấm chính là cột mà cũng văn với thầy cô. Chúng ta được quyền chấm điểm tức là cái cơ sở pháp lý dựa theo tổng và 3089 và 5512 cách thầy cô đọc lại thì các thầy cô sẽ thấy là cơ sở pháp lý để tính phụ nội và chúng ta chấm điểm cho học sinh kiểm tra giáo dục và hoàn toàn đó. Cảm ơn quý thầy cô đã đặt câu hỏi.
Tôi không hỏi là có phải tất cả các môn để là STEM hay chỉ các môn khoa học tự nhiên ạ? Dạ rồi. Dạ rồi. Xin trả lời câu hỏi này. Đầu tiên là từ những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước thì hoạt động giáo dục đang nóng hang nha vậy. Và nó chỉ gồm 4 kiểu nên STEM thì ra tiếng Việt là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Nhưng sau đó nó lan ra khác. Thì khác cho chữ A. Chữ A là chữ art, tức là nghệ thuật, tức là mẫu sản phẩm ra phải có tính kỹ thuật, nghệ thuật mới được. Thì từ STEM nó nằm liền STEM. Rồi qua bên các nước bắt đầu thì các nước mà nó hay có những cái chuyện cổ thì có những chuyện cổ riêng, chuyện cổ nó khác là sao. Thế thì nó thêm cái văn hóa học thuyết thì nó thêm chữ A, R, R, A. Là reading, để xem nó biết thành xin, tin nó biết thành xin. Rồi sau này nó tên văn, tên sử, tên để qua mẫu quốc gia hay cái truyền học là qua đó. Thì nó thêm các bộ môn học xã hội được rồi. Thậm chí môn luật học, môn kinh tế cũng được xem. Và cái chữ xem môn gốc nó dành nó đọc theo nhiều trường phái khác nhau, khác nhau lắm. Do đó các bộ môn khoa học xã hội như văn sử địa vẫn được luôn. Ví dụ như trong cái bài mà nhóm chúng tôi tìm kiếm về bài lịch sử chiến thắng trên sông Bạch Đằng, thì chiến thắng trên sông Bạch Đằng thì nó có cái tiền vườn của quý vị con, thì cái bài tiền vườn nó sẽ kết hợp với bài của môn học, tuy nhiên là bài các hiện tượng thời tiết, trong đó có bài gió và đặc biệt là gió mùa đông bắc. Thì chiến thắng trên sông Bạch Đằng nó diễn biến vào năm 1938 trên sông Bạch Đằng do quân của Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán. Thì cái sản phẩm cuối cùng là chế tạo chiếc tiền vườn và một cái quạt. Thì cái tiền vườn thì chúng ta cần phải có nước mới được, mà nước ở trong trường không có chắc. Thế thì người ta hay nước bắt cuốn cái bánh xe này thì nó gọi là xe vườn, và chúng ta tạo gió mùa đông bắc bằng cái quạt, và chúng ta lùa như thế nào để cái truyền nhập vào cái trọng niệm mà cùng là điều phải không thật thành hay là cô chúng ta dựng cộng là cái hoạt động này rất là ứng túng. Đây là một hoạt động của bộ môn lịch sử tương tự như hoạt động của bộ môn liên quan đến chẳng hạn, là có tôi nhớ là có cái sự tích bánh dày bánh kính thì cho nó chế tạo bánh dày bánh kính thì tích hợp với môn toán là hàng tròn luôn đấy, tự nhiên đây là bài tích hợp với môn. Thì mình chỉ hỏi bánh dày là gì cho nó tạo ra vuông, chúng ta không cần tìm hiểu, mình vuông nó hàng kéo bằng nhau cái đặt chúng ta phải giáo viên có nên chúng ta cai giác sâu hơn chúng ta, bởi vì môn chúng ta chúng ta là môn chủ đạo. Còn nếu không có thì chúng ta chỉ vuông lại mức độ họ bánh dày là hình tròn, bánh chân là hình tròn á. Chúng ta cũng không nghe cái đó là hình khối trong không gian toàn thể mà thì không đồng ý. Chúng ta chỉ dừng lại hình tròn trong không gian này thì là vì muốn văn hình là chế tạo của trên hay là chuyện cầu xương hương với lại bánh cơm nước. Thì một lớp ở trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo ở Quỹ Giáo tỉnh Bình Dương đã xây dựng bài học của cho mỗi nhóm một nhóm hai là cho nấu nồi bánh cơm nước luôn. Thì nấu cho nước xong thì đúng ra nó trải nghiệm, tức là nó làm trước rồi nó biết cái bài thơ tạo thì đúng là dạy học trải nghiệm và dạy học xem. Đó là không gian vừa trắng lại vừa tròn, y chang như thế này. Bảy nổi bài thì với những con rõ ràng là khi mình trong cái bánh cái ri nó này cũng nó cứ lơ lửng chứ không chịu mà ráng nát mặc dù tay để mà rõ ràng là cái dưới giỏi thì nó sẽ làm cái viên phân nó rất là tròn, còn cái sự của người tay nó làm viên cho nó bằng thay và rõ ràng thì nó là thể hiện qua luôn cái hình ảnh và nó khác sâu kiến thức luôn. Và như vậy cái câu trả lời là tới thời điểm hiện nay thì các bộ môn lĩnh vực có nhiều điều kiện để đưa STEM vào dạy học tiểu học, đó là có khoa học công nghệ và tự nhiên học công nghệ và kỹ thuật. Còn các bộ môn khoa học xã hội liên quan sử địa thì hiện nay là hình thành khá là nhiều bài học để có thể đưa những hoạt động giáo dục STEM vào, hay là sử có cái nỏ thần an nguyên vương đó thì rồi thậm chí như cái bài chiến thắng trên sông Bạch Đằng nó có hiện tượng thời tiết là hiện tượng thời tiết là gió mùa đông bắc, gió mùa chỉ là hai năm thôi có thể là xây dựng cái tiền vương hạn chế trong cái xây dựng được. Xin cảm ơn quý thầy cô đã đặt câu hỏi. Xin thầy bạn Kiều Diễm có đặt câu hỏi là xây dựng kế hoạch bài dạy môn toán lồng tiết dạy STEM và lúc đó môn toán là nội dung chủ đạo phải không ạ? Và giáo viên có thể xây dựng bao nhiêu tiết trong môn toán cũng được phải không ạ? Xin trả lời câu hỏi này gồm hai ý.
trong một bài tổng giáo viên tên thì chúng ta biết là nó là liên ngành và ứng dụng. Ứng dụng có nghĩa là học sinh phải chế đầu làm học liên ngành là ngành S này, T, Ơ và T. Như vậy chắc chắn là có chữ em, lúc nào thì phải có chữ em. Bởi vì không có chữ em thì nó không phải là sâu mà nó đã sai ăn đi thì nó phải, thì phải có chữ em là chữ toán. Nhưng mà bốn chữ này S, T, Ơ, M, bốn ngành thì trong năm quan trọng nhất chưa chắc hẳn. Nếu chúng ta là dạy môn công nghệ, tức là hiện đại, thì chúng ta sẽ ở một năm khác, chúng ta sẽ khai thác sâu về yếu tố công nghệ, tức là mình đưa một số câu hỏi khá là phản mạnh về công nghệ. Còn chữ S, ơ và em mình đưa vào chủ yếu là mình hỏi những câu phân vớt nhẹ nhẹ để cho thấy nó có sự liên ngành đó. Còn nếu chúng ta giải toán thì chúng ta hoàn toàn có thể khai thác rất sâu câu hỏi về toán. Ví dụ như chế tạo thì mường trên sông Bạch Đằng thì chúng ta thấy cái tên bài học đó có vẻ là môn lịch sử, nhưng mà bây giờ hết bài này mà mình giải toán thì mình hoặc là mình có thể tự hỏi câu hỏi lịch sử, tự hỏi câu hỏi toán trên con hai môn ngang nhau, hai môn có hai môn cũng đạo luôn cũng được. Còn nếu mà chúng ta không ngang từ quá lịch sử, chúng ta chỉ điểm một lớp thì chúng ta hỏi những câu hỏi trong môn sách giáo khoa có sẵn, chúng ta lựa câu hỏi nào phù hợp cũng hỏi cũng được. Rồi môn toán mình khai thác mạnh, ví dụ cái tìm mường thì nó có cánh mường, cánh mường cho anh chính xây dựng cánh mường thành chữ nhật, hình vuông hay là hình tam giác, và một cái hình tam giác và tam giác đó là tam giác phương hay tam giác sơn. Ví dụ như mình sẽ khai thác sâu thêm cái yếu tố toán thì cái đó môn toán sẽ là một điều nào. Nói lại nha, môn toán là một trong bốn thành tố của ấy, tức là nó ngang hàng nhau. Và khi chúng ta là giáo viên môn toán thì chúng ta có quyền khai thác sâu kiến thức của môn toán, thì khi đó môn toán sẽ là một chủ đạo. Còn cái ý thứ hai là xây dựng kế hoạch bài giải, phải không anh? Ý như thế này. Dạ, ý thứ hai là giáo viên có thể xây dựng bao nhiêu tiết trong môn toán cũng được, phải không ạ? Dạ, dạ, cái câu trả lời thì này nó gắn liền với cái ý của công văn 5512. Việc xây dựng kế hoạch bài giải bao nhiêu tiết không còn thuộc thẩm quyền của bộ dục sở giáo dục và phòng giáo dục nữa. Và việc xây dựng kế hoạch bài giải là thuộc thẩm quyền của quý thầy cô quyết định xây dựng bao nhiêu tiết là rồi. Tuy nhiên chúng ta phải đảm bảo là sau hết một năm học thì học sinh sẽ đạt hết tất cả các nhu cầu cần đạt của chương trình thôi. Và yêu cầu cần đạt thì thể hiện trong sách giáo khoa, và sách giáo khoa thì nó cụ thể quá là bài từng bài, thì các thầy cô sẽ là người quyết định bài nào dạy ngay trước, bài nào chỉ dạy trực tiếp, thậm chí bài nào chỉ nửa tiết thôi, do quý thầy cô, chứ không ai có thể trả lời câu hỏi này. Cái câu trả lời là cái tính pháp lý là nguyên quyết định của thầy cô. Dạ, xin cảm ơn quý thầy cô đã. Do bộ giáo viên bộ môn tự. Thầy duy nhân có trả lời là tôi còn đặt câu hỏi là người giáo viên cùng dạy một khối lớp một môn, vậy cái mặt xe của tất cả giáo viên dạy cùng đó áp dụng chung trong dạy hả thầy? Dạ rồi, xin trả lời câu hỏi về mặt pháp lý. Về mặt pháp lý theo thông văn 5512 và thông văn 5513, việc xây dựng kế hoạch bài giảng là việc của cá nhân, không phải là việc của tập thể. Việc xây dựng kế hoạch bài giảng là việc của cá nhân, không phải là việc của tập thể. Tuy nhiên trong những điều kiện thực tế hiện nay ở nhiều tỉnh thành, ví dụ như dạy bài truyền thống nha, dạy bài truyền thống thì để tiện cho các thầy cô thì chúng ta ví dụ như dạy bài hình bình hành môn toán chẳng hạn, thì cả tổ sẽ cùng nhau soạn một bài, cả tổ sẽ cùng nhau soạn một bài và cá nhân sẽ tải bài đó về để lấy dạy luôn. Hoặc là chúng ta thấy không thích cái bài của tổ, chúng ta thấy còn điều chỉnh chỗ của y học trên chỗ lớp chúng ta yếu hơn mấy lớp khác, cho ví dụ này nó làm không được thì tôi sẽ sử dụng ví dụ này bằng cách là chê nghe một câu hỏi phụ dễ hiểu hơn cho học sinh. Cũng trên nền tảng là mẫu phần tư. Còn về mặt pháp lý thì quyền soạn bài kế hoạch bài giảng là xây kế hoạch bài giảng là quyền của cá nhân, không biết thầy cô. Còn cái việc mà của tập thể là do sự thống nhất của ta, chúng ta là thống nhất thôi. Tuy nhiên sau khi tập thể xây dựng xong kế hoạch bài giảng tải chúng ta lên về thì chắc thế nào là thầy cô cũng phải có sự điều chỉnh. Nếu không điều chỉnh trên giấy thì chắc chắn khi tôi lên thầy cô cũng tung ứng bằng mặt để cho nó phù hợp với cái lớp. Xin cảm ơn quý thầy cô. Thưa thầy,
ở trường trung học cơ sở Hữu Sơn có đặt câu hỏi là kế hoạch dạy học giáo dục STEM lập riêng hay là thể hiện chung vào trong kế hoạch giáo dục của giáo viên? Dạ, dạ. Cái câu trả lời này như thế này các thầy cô, nó không có STEM. STEM mà dạy thứ nhất thì chỉ là STEM không á, thì chỉ có hai hoạt động thứ nhất. Ứng với hình thức thứ hai là trải nghiệm STEM thứ bảy thứ nhật. Chúng ta hoạt động ngoài giờ luôn đó, nhóm học sinh thôi, của một hai lớp thôi. Mà trong một lớp nó chỉ có 5 tay, chúng ta vô đây dạ thì nó mới là STEM, chỉ là STEM phần lý STEM. Còn cái hình thức thứ hai đó là nghiên cứu khoa học, cũng là thứ bảy thứ nhật, chúng ta dắt một nhóm học sinh giỏi về nghiên cứu học, cái đó là phần STEM. Còn khi chúng ta đưa ra như dạy cho học sinh toàn lớp được tính giờ dạy, được đi điểm cho học sinh trong sổ gọi là đi điểm, thì cái hình thức nó gọi là bài học STEM. Và bài học STEM này là nó dán những bài truyền thống và đặt thành tổ của STEM vô thì nó thành bài học STEM. Thì khi đó chúng ta mới được chúng tôi vào thì nó gọi lên là bài học STEM, nó vẫn gắn với yếu tố thì bài học truyền thống của môn mà thầy cô đã chú trọng, chúng ta gọi là môn chủ đạo. Xin lỗi thầy cô. Dạ, còn một câu hỏi cuối cùng của phòng giáo dục Phù Cát ạ, là chúng ta có thể dạy bài học STEM vào kế hoạch giáo dục Phù 3 hoặc đưa hoạt động giáo dục ở Phù 2 đều được, tùy vào giáo viên tổ chuyên môn của trường đó, phải không ạ? Dạ đúng rồi, tức là cái bài học STEM đó, là các thầy cô, tôi có xây dựng tôi cô học thầy ví dụ đây có xây dựng cái kế hoạch bài giảng cho học sinh cấp 2 và cấp 3 đó. Thì cái kế hoạch bài dạy của lớp 2 và của lớp 3 là những cái gợi ý của bộ giáo dục, thì thầy cô hoàn toàn có thể chọn phụ lục nào tùy theo của thầy cô với cái bài dạy phù hợp của thầy cô. Xin cảm ơn thầy cô. Dạ, chắc chắn là phần trả lời của tôi, thì cái trong cái thời gian nó ngắn quá, có khi không còn khoảng này không giải đáp được nó các thắc mắc của thầy cô, thì sau cái buổi tập huấn này các thầy cô có thể gọi những cái thắc mắc đó lên giao lưu rút, thì nhóm chúng tôi sẽ thay mặt nhóm các thầy giáo sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc sử dụng về cái bài trong bộ sách giáo dục 6, 8, 8, 9, 10.